Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được phát trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 151 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Tại nơi ở của dị tộc trong U Tịch thế giới, U Tịch Hoàng Tôn còn đang đắm chìm trong kiếm thuật vừa rồi. Hắn dù sao cũng là đạo tổ đỉnh phong, cho nên có thể nhìn ra kiếm thuật xinh đẹp kia đáng sợ đến bậc nào. Kiếm thuật này thật là đáng sợ. Cần biết các đạo tổ thao túng pháp bảo cũng là muốn cho pháp bảo bay đến xa xa đánh chết địch nhân, mà loại kiếm thuật này là trực tiếp sử dụng kiếm chi bản nguyên để giết địch. Nhất niệm liền bao phủ phạm vi cực kỳ rộng lớn, hơn nữa còn có thể làm cho kiếm lực tán loạn, phát huy ra uy năng đáng sợ như vậy. Sáng lạn, huyền diệu, mũi nhọn thật kinh người. U Tịch Hoàng Tôn hoàn toàn đã bị rung động. Ta đi theo vạn vật chi chủ, ở trong hỗn độn cũng đi qua không ít địa phương, thế nhưng kiếm thuật sáng lạn như thế vậy còn là lần đầu tiên mới nhìn thấy được. Chỉ bằng vào một kiếm kia đủ để xem như tam giới đệ nhất kiếm thuật rồi. Thật là đáng sợ, kiếm thuật này thực sự rất đáng sợ. Hắn nào đâu biết rằng kiếm thuật này chính là tồn tại đỉnh phong trong đẳng cấp thế giới thần. Bắc Hưu thế giới thần đã tìm hiểu kiếm thuật vô danh mà ngộ ra, cho dù để cho thế giới thần quan sát cũng sẽ cảm nhận thấy sợ hãi mà tán phục, nói chi là U Tịch Hoàng Tôn, hắn mới chỉ là chân thần. Người mạnh như thế không phải dễ lừa gạt như vậy, muốn dẫn hắn tới Mộng Ảnh Xâm Lâm quá khó khăn, hơn nữa nói không chừng Mộng Ảnh Xâm Lâm cũng trói không được hắn ta. Dù sao U Tịch Hoàng Tôn cũng phảng phất như tự mình cảm thụ một kiếm kia, cho nên nhận định đối với kỳ linh đã cao hơn rất nhiều. Trong lòng hắn, kỳ linh này so với Ngọc Đỉnh đạo nhân còn muốn đáng sợ hơn vài phần. Kiếm thuật như vậy làm sao có thể áp chế được đây? U Tịch Hoàng Tôn nhịn không được liền nói, phải lập tức gặp thứ tu đại ma thần thôi. Ở chỗ sâu trong thượng cổ phế tích, trong thành lũy ám kim sắc, đại năng giả dị tộc ngồi trên cao vạn trượng, đang nhàn nhã chống cằm nhìn giữa bốn tràng cảnh ở trên không trung. Đó chính là tràng cảnh đám người khoa phụ Ngọc Đỉnh chân nhân Như Lai và Phục Hy thị chiến đấu. Thực lực trận doanh nữ hoa thật đúng là cường đại, cái này chỉ là một phần lực lượng thôi, đại năng giả dị tộc cảm khái nói. Lực lượng chủ yếu của bọn chúng vẫn còn ở trong tam giới, không dám khuynh xảo xuất động, nếu không vô danh môn chúng ta đã có thể tận diệt nơi ở của bọn chúng rồi. Ô Tiêu Thiên Tiên cười nói, am hiểu trận pháp đều là yêu nghiệt cả, Phục Hy thị này còn có Hoàn Mộc chi chủ kia của các ngươi nữa, ta cũng không rõ được trận pháp phiền toái như vậy, gian nan như vậy, bọn hắn làm cách nào có thể chế ra được đây. Đại năng giả dị tộc than thở nói, ta không có tâm tư đi nghiên cứu trận pháp, vẫn là thực lực của mình đáng tin nhất thôi. Chủ nhân thật vĩ đại. Bên ngoài truyền đến một thanh âm, đại năng giả dị tộc liền sững sờ. Phía dưới Ô Tiêu Thiên Tiên lại nở nụ cười. U Tịch Hoàng Tôn đến rồi, xem ra đã có chút tin tức tốt đây. U Tịch làm việc vẫn rất ổn. Đại năng giả dị tộc lạnh nhạt nhìn ra bên ngoài. Rất nhanh U Tịch Hoàng Tôn liền vọt lên, cung kính quỳ xuống. Bẩm chủ nhân, thuộc hạ phụng mệnh nghĩ biện pháp chém giết kỳ linh kia, cũng nghĩ biện pháp dẫn dắt kỳ linh tiến vào Mộng Ảnh Xâm Lâm. Thế nhưng thực lực của kỳ linh này quá mức mạnh mẽ, thuộc hạ thật sự không có cách nào cả. Quá mạnh mẽ ư? Ô Tiêu Thiên Tiên liền nhíu mày. Một tiểu gia hỏa tu luyện chưa đủ ngàn năm có thể mạnh được bao nhiêu đây? Thuộc hạ trước phái Bát Tý Chiến Ma Trận đi đối phó với kỳ linh, thế nhưng Bát Tý Chiến Ma Trận 199 tên thiên thần toàn bộ đều đã chết trận, ngay cả tin tức cũng không thể truyền lại. U Tịch Hoàng Tôn nói, kỳ linh cực kỳ cẩn thận, tộc nhân dưới trướng của ta căn bản không cách nào tới gần hắn, cũng không cách nào dẫn dắt hắn được. Đại năng giả dị tộc liền nhíu mày. Là kiếm lực tầng thứ 5 ư? Chủ nhân, thuộc hạ phái Cửu Đầu Trùng dưới trướng đi đối phó với kỳ linh, chủ nhân muốn xem trận chiến ấy không? U Tịch Hoàng Tôn nói. Đại năng giả dị tộc gật đầu. U Tịch Hoàng Tôn lập tức chỉ ra giữa không trung. Giữa không trung hiện lên tràng cảnh chiến đấu. Đây là tâm thần của U Tịch Hoàng Tôn quan sát được. Toàn bộ thính điện hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người nhìn tràng cảnh giao chiến kia. Kiều đại trùng thú hiện thân, kỳ linh đứng dậy cầm kiếm xuất kiếm, một trùng thú bị cắt thành bốn đoạn. Giờ phút này đại năng giả dị tộc gật đầu mà bình luận, kiếm thuật bậc này
đích thực là kiếm lực tầng thứ 5 rồi. Sau đó bắt đại trùng thú chạy thục mạng, Kỷ Linh thì chỉ về hướng thương khung, dẫn dắt kiếm lực vô tận hàng lâm, hình thành kiếm chi thiên địa. Về sau thì triển ra kiếm thuật đồ sát đáng sợ, kiếm khai bình, phảng phất như khổng tước xòe đuôi, sáng lạn mà xinh đẹp, lại để cho cả đám đại năng giả an tĩnh. Hồi lâu sau, đại năng giả dị tộc mới nhẹ giọng cảm thán nói: thật là đẹp, một kiếm quá xinh đẹp. Đã bao lâu rồi không thấy được kiếm thuật xinh đẹp như thế. Lần trước vẫn là ở bên ngoài Phục Khâu thành xa xa quan sát đến hỗn độn tiên nhân giao chiến mới nhìn đến kiếm thuật xinh đẹp như vậy. Không hổ là tam giới đệ nhất kiếm tiên, danh tiếng tam giới đệ nhất kiếm tiên này hoàn toàn xứng đáng. Phía dưới cả đám đại năng giả đều gật đầu. Một kiếm này chính là chiêu số đổ sát rất tinh tế, rồi lại cực kỳ xinh đẹp, để cho đại năng giả cũng phải say mê. Vì sao lại mạnh như vậy được? Vì sao so sánh với lần ở trục lộc đại thế giới còn mạnh hơn là sao? Phía dưới Ô Tiêu Thiên Tiên lại khó có thể tiếp nhận được. Lần trước hắn còn dựa vào vạn vật sứ giả, hiện tại chỉ một thân áo trắng cầm trong tay một thanh kiếm thì có uy năng như thế ư? Bẩm chủ nhân, Ô Tịch Hoàng Tôn bỗng nhiên biến sắc nói. Sao, có chuyện gì? Đại năng giả dị tộc nhướng mày, hắn đang chìm đắm trong hồi ức đã bị cắt đứt, tự nhiên là không cao hứng. U Tịch Hoàng Tôn lên tiếng: Kỷ Linh chém giết cửu đại trùng thú, tiếp tục đi tới. Hiện tại hắn đã cảm ứng được đám người khoa phụ đang nhanh chóng tiến đến đội ngũ của khoa phụ rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ tụ họp thôi. Sao, tụ họp với đám người khoa phụ ư? Đại năng giả dị tộc nhẹ nhàng gõ lên lan can, cười cười nhìn về phía Ô Tiêu Thiên Tiên nói: Ô Tiêu à, Kỷ Linh này hoàn toàn xứng đáng là tam giới đệ nhất kiếm tiên. Chỉ bằng kiếm thuật bậc này, những thủ hạ vô dụng kia của ta cũng không có biện pháp đối phó được với hắn. Hiện tại hắn lại tụ hợp với khoa phụ, hắn hành động một mình cũng đã khó quấn lấy như vậy rồi, một khi tụ hợp với đám người khoa phụ sẽ trở nên càng khó chơi hơn. Ta là không có biện pháp rồi. Vô Gian Môn các ngươi muốn ngăn trở thì tranh thủ thời gian động thủ đi. Ô Tiêu nói: Lúc trước Vô Gian Môn ta cùng đại ma thần ngươi định ra sách lược là lợi dụng hoàn cảnh thượng cổ phế tích này tận lực chém giết chút ít chân thần đạo tổ của tam giới. Hiện tại cũng không phải thời điểm Vô Gian Môn ta ra tay. Một khi Vô Gian Môn ta thực sự xuất thủ, đó chính là quyết chiến cuối cùng rồi. Vậy ta cũng không có biện pháp rồi. Đại năng giả dị tộc lạnh nhạt nói. Cũng trong lúc đó, bên trong tam giới, tại vạn ma giới, bên trong đại điện đang ngồi là vạn ma chi chủ, hoàn mộc chi chủ, ma thủ đạo tổ, hắc y thần vương và bích cô đạo tổ, hoặc là bản tôn hàng lâm, hoặc là ngưng tụ thành hóa thân, bọn hắn yếu nhất cũng có đẳng cấp đạo tổ đỉnh phong. Chủ nhân, bên ngoài truyền đến thanh âm: Là Ô Tiêu sao? Vào đi. Vạn ma chi chủ lên tiếng. Ô Tiêu Thiên Tiên đi đến cung kính nói: Bên thượng cổ vừa mới đạt được tin tình báo mới nhất đây. Chúng chân thần đạo tổ đều nhìn về phía Ô Tiêu. Vạn ma chi chủ nói: Mau nói đi. Chủ nhân mời xem. Ô Tiêu Thiên Tiên xa xa chỉ một ngón tay, giữa không trung lập tức hiện ra một tràng cảnh giao chiến. Đúng là tràng cảnh Kỷ Linh cùng cửu đại trùng thú giao chiến. Ô Tiêu Thiên Tiên kia xem qua một lần tự nhiên có thể phục chế. Là Kỷ Linh sao? Kỷ Linh cùng cửu đại trùng thú. Trùng thú này thực lực đều có chút cường đại, có lẽ là cấp độ chân thần đạo tổ. Các đại năng giả quan sát nói. Một kiếm chém giết một trùng thú, các đại năng giả chỉ nhíu mày. Nhưng kiếm khai bình vừa ra, toàn bộ đại điện đều kinh trụ. Thậm chí trong mắt một ít đạo tổ càng hiện ra thần sắc si mê. Kiếm thật quá đẹp. Ma thủ đạo tổ nhẹ giọng cảm thán. Thật là đẹp. Kiếm thuật cũng thật đáng sợ. Hoàn mộc chi chủ cũng gật đầu. Cái này chỉ là kiếm thuật quần công của Kỷ Linh thôi. Kiếm thuật cận thân của hắn chỉ sợ sẽ còn đáng sợ hơn. Giết trùng thú kia chỉ là một kiếm rất tùy ý. Ngay cả thất thải kiếm quang cũng không hiện ra. Một kiếm kia triển lộ ra chỉ là một phần nhỏ của hắn mà thôi. Vạn ma chi chủ càng như mặt nói. Bắc Minh kiếm tiên của trận doanh nữ hoa đã trở thành đại địch của chúng ta. Đã không thua gì phù cư đạo tổ năm đó nữa rồi. Hắn so với phù cư đạo tổ tu luyện còn ngắn hơn. Hoàn mộc chi chủ nói. Tu luyện chưa đủ ngàn năm liền có cảnh giới như vậy. Kỷ Linh tu luyện nhanh như vậy, vị thần vương này của chúng ta là không thể bỏ qua công lao rồi. Ma thủ đạo tổ trêu ghẹo cười nói, liếc mắt nhìn hắc y thần vương, sắc mặt đang âm trầm. Trong lòng hắc y thần vương xác thực rất biệt khuất. Chứng kiến một kiếm xinh đẹp kia, ngay cả hắn cũng kìm lòng không được bị hấp dẫn.
kiếm thuật này thực sự quá xinh đẹp. Nhưng sau đó hắn liền nhớ lại, người thi triển một kiếm này lại chính là Kỳ Linh. Lúc trước hắn căn bản không có nhìn qua tiểu nhân vật này, thậm chí không có để ý quân cờ dư vi kia. Ai nghĩ mới mấy năm, tiểu nhân vật kia hôm nay thực lực đã mạnh hơn hắn. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rõ hôm nay Kỳ Linh không bằng vào bất luận trận pháp gì, chỉ cần một thanh kiếm cũng đã siêu việt. Kiếm thuật như thế đã tiếp cận tầng thứ lãnh tụ rồi. Trước kia ai có thể nghĩ Kỳ Linh tiến bộ nhanh như vậy. Trước kia thần vương đối phó hắn thậm chí diệt sát hồn phách của dư vi. Nói như vậy sẽ để cho trong lòng Kỳ Linh xuất hiện ma chướng, thực lực thậm chí lâm vào đình trệ. Thần vương làm đúng, chỉ là Kỳ Linh này quá mức yêu nghiệt mà thôi. Thông huyền đạo tổ cười nói, ma chướng ngư. Ma thủ đạo tổ lại lắc đầu. Nghe nói chiến tranh ở Xích Minh giới vực, vị thần vương này của chúng ta bức bách Kỳ Linh lựa chọn. Nhưng ai có thể tưởng Kỳ Linh quay đầu đã đột phá đến tâm lực tầng thứ tư. Lần này thần vương trực tiếp giết đi hồn phách của dư vi. Chỉ trong chớp mắt Kỳ Linh đã tiếp cận cấp độ lãnh tụ rồi. Đây cũng không phải là lần trước ở trục lộc đại thế giới. Lần trước hắn còn dựa vào La Hầu Trấn, dựa vào vạn vật sứ giả. Hiện tại Kỳ Linh không dựa vào hết thảy ngoại vật, cũng đã tiếp cận lãnh tụ rồi. Thần vương. Ma thủ đạo tổ cười tủm tỉm nhìn hắn. Có ít người vốn không thể đả kích, người cho hắn càng nhiều ngăn trở, ngược lại sẽ ma luyện hắn càng kinh người hơn. Kỳ Linh chính là người như vậy đấy. Sư thúc giáo huấn rất đúng. Hắc Y thần vương khom người nói, Kỳ Linh này hôm nay đã thành một mối họa rồi. Vạn ma chi chủ quan sát phân phó nói, Ô Tiêu, người ở thượng cổ phế tích phải cẩn thận mà quan sát, một khi có cơ hội liền giật sát Kỳ Linh ở thượng cổ phế tích luôn. Vâng. Ô Tiêu Thiên Tiên cung kính nói. Tại thượng cổ phế tích U Tịch thế giới, oanh, chỉ thấy một cái chân to xuyên qua hư không. Cái chân to kia có phương viên mấy vạn dặm, một cước giẫm xuống, tất cả đều bị giẫm đạp ra một cái hố sâu cự đại. Sau đó cái chân to này nhanh chóng thu nhỏ lại. Một nam tử cao lớn khôi ngô, chỉ mặc áo da thú, lõa lồ lấy nửa người trên hiện hiện ra. Hắn cười lớn, cái trận pháp chó má này cố làm ra vẻ huyền ảo, thực sự là phiền toái mà. Một cước của ta, ngay cả đại địa hư không cũng giẫm cho nát bấy. Trận pháp chẳng phải sẽ hủy rồi sao? Trận pháp mà ngươi hủy diệt cũng không phải loại trận pháp có uy năng bậc này. Một nữ tử áo bào màu vàng, trên trán có long giác, cười đi tới. Hey, thực sự là không thú vị mà. Ta còn muốn nhìn xem trận pháp này ảo diệu ra sao. Một thanh niên tuấn mỹ trong tay cầm cây quạt lắc đầu nói, Khoa phụ ỷ vào khả năng chạy nhanh, nếu không ta chỉ một búa đã vách nát trận pháp này rồi. Chỉ thấy một thần ma cao lớn không đầu liền đi ra. Thần ma không đầu này lõa lồ ra vị trí ngực bụng, nhưng lại dùng hai vú làm mắt, rốn làm miệng, đang bất mãn nói, Hình Thiên à, ta cũng không có chạy đâu, chỉ duỗi chân ra liền phá hủy trận pháp chó má này rồi. Khoa phụ nắm lấy mộc trượng đắc ý cười. Hắn còn đắc ý giật giật đầu ngón chân. Sau gã thần ma một bên đàn tiếu, một bên thì phá hư trận địa. Chả cần quản cái khỉ gió gì mà cấm chế lợi hại, trước ta bổ một búa rồi dẫm lên một cước rồi hãy tính sau. Thủ đoạn làm việc của bọn hắn vô cùng dứt khoát và hung mãnh. Sao? Bỗng nhiên thanh niên tuấn mỹ giật mình quay đầu nhìn lại phía xa. Có động. Năm vị thần ma khác nghe xong cũng cẩn thận cảm ứng đề phòng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc dù phong cơ chỉ là đạo tổ bình thường, thế nhưng ở phương diện cảm ứng lại cực kỳ lợi hại. Có thể mượn nhờ gió cảm ứng được rất nhiều, thậm chí am hiểu nhìn trộm thiên cơ, cho nên hắn tự có đạo hiệu phong cơ đạo tổ, là người am hiểu phát hiện nguy hiểm nhất trong đội ngũ. Nếu không có một đám thế hệ dã man cùng một chỗ, rất dễ dàng bị dẫn vào địa phương nguy hiểm. Vèo. Xa xa một đạo hắc sắc điện xà bay tới. Kiểu giác điện xà ư? Chứng kiến kiểu giác điện xà, bọn hắn đều buông lỏng. Là Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh. Hình Thiên cười nói, trong tam giới có thể thi triển kiểu giác điện xà, có lẽ chỉ có mình Kỳ Linh. Bất quá cũng thật kỳ quái, bản tôn của hắn không phải là bị Vô Gian Môn diệt sát rồi sao? Bồ Đề lão tổ nói cho ta biết, nói Kỳ Linh sẽ đến, thật không nghĩ đến hắn lại thi triển kiểu giác điện xà mà tới. Một thiếu nữ nói, Kỳ Linh ở giữa không trung hiện ra thân ảnh, sau đó liền hạ xuống. Kỳ Linh, Bắc Minh. Lục đại thần ma đều đi qua vô cùng thân thiết. Ta xin bái kiến sáu vị. Kỳ Linh nói, ở trong sáu vị thần ma này
mình cùng Thình Thiên tính toán có chút giao tình. Năm vị khác mình cũng đã bái kiến qua bốn vị. Là lần đó một ít đại năng giả như Lôi Thần Thiên Tôn mưu toan đoạt được kiểu giác điện xà của mình, khi đó là hấp dẫn một đám đại năng giả tới. Hình Thiên Chân Thần cười nói: Kỳ Linh, ta giới thiệu cho ngươi một chút vậy. Vị này là Khoa Phú, một gia hỏa rất dã man. Nói như người nhã nhặn lắm vậy. Khoa Phụ cười ha hà nói: Khoa Phụ như vậy mà cũng biết nói hai chữ nhã nhặn ư? Chà chà, khó mà có được, khó mà có được. Phong Cơ Đạo Tổ cười nói: Kỳ Linh à, nghe Bồ Đề nói người muốn tới, không tệ, thoạt nhìn bản tôn của ngươi vẫn không sao. Khoa Phụ xòe tay ra vỗ bả vai Kỳ Linh. Hình Thiên thì nói tiếp: Vị này chính là Phong Cơ Đạo Tổ. Phong Cơ Đạo Tổ khép cây quạt lại cười gật đầu: Còn vị này là Hy Hoàng. Hình Thiên chỉ vào nữ tử ăn mặc áo bào màu vàng có long giác nói. Kỳ Linh gật đầu: Hy Hoàng cũng là thần ma, chính là cháu gái của Tổ Long. Tổ Long sinh ra cửu tử, trong đó Bệ Ngạn có một nữ tên là Hy. Ai nghĩ vị Hy thần ma này so với phụ thân nàng còn mạnh hơn, dĩ nhiên là Đạo Tổ Đình Phong. Còn vị này chính là Lục Ngô. Hình Thiên chỉ vào một nam tử chất phác: Lục Ngô Chân Thần. Kỳ Linh lên tiếng nói. Lục Ngô mỉm cười, xem xét nhìn qua liền biết là một người chất phác. Hắn rất sớm đã trở thành thiên thần, làm qua thị vệ cho vài vị đại năng giả. Lúc trước Thiên Đế bị Hình Thiên chém giết, Lục Ngô cũng từng là đại tướng của hắn. Năm đó Hình Thiên giết đến tận Thiên Đình, cho đến giết Thiên Đế, Lục Ngô đã từng ngăn trở qua, đáng tiếc không có ngăn được. Trận chiến ấy thành tựu thanh danh cho Hình Thiên, Hình Thiên cuối cùng đột phá thành thành tựu chân thần. Mà Lục Ngô ít xuất hiện, vô thành vô tức trong nhiều năm, cũng tu luyện thành chân thần. Vị này chính là Khổng Tú. Hình Thiên chỉ vào thiếu nữ yếu ớt kia nói: Nàng có bốn phân thân, phân biệt ở bốn tiểu đội, có thể để cho bốn tiểu đội của chúng ta trao đổi lẫn nhau. Xin bái kiến Khổng Tú Đạo Tổ. Kỳ Linh cũng cười: Khổng Tú có một huynh trưởng rất lợi hại là Phật Môn Khổng Tước Đại Minh Vương, ở thượng cổ chính là tồn tại tiếp cận cấp độ lãnh tụ, hung nguy truyền khắp thượng cổ, chỉ là hôm nay rất ít ra mặt. Bất kể là Khổng Tú hay Đại Minh Vương đều là hài tử của tổ thần Phượng Hoàng. Tuy thực lực của Khổng Tú chỉ là đạo tổ bình thường, thế nhưng nàng đã tu luyện năm căn Khổng Tước Vũ thành năm đại phân thân. Năm phân thân này tất cả đều như tiên thiên pháp bảo cực phẩm, không thể phá vỡ. Người thường nhìn thấy đều là phân thân của nàng. Bản tôn của nàng thì một mực ở trong Phượng Hoàng Cung. Lần này rào sát thượng cổ phế tích có tất cả bốn chi đội ngũ. Khoa Phụ cười ha ha nói: Một chi này bao gồm ta, Hình Thiên, Hy Hoàng, Phong Cơ, Khổng Tú và Lục Ngô. Một chi của chúng ta toàn bộ là thần ma cả. Phật Tổ Như Lai xuất lĩnh một chi, tất cả đều là Phật Môn, Phật Tổ, tổng cộng có bốn vị. Phục Hy Thị thì xuất lĩnh một chi, cũng là bốn vị, đều là đại năng giả nhân tộc. Một chi cuối cùng là Ngọc Đỉnh Đạo Nhân xuất lĩnh ra, có bảy tên chân thần đạo tổ, đều là đạo môn. Người bây giờ gia nhập vào phe chúng ta. Trước kia chúng ta đã sớm có trận pháp liên hợp, người bây giờ tới cũng không dễ xử lý à? Khoa Phụ nghĩ, các đạo tổ từng nhánh hành động đương nhiên là có trận pháp để phát huy thực lực càng mạnh hơn nữa. Như vậy đi, Hình Thiên nói. Kỳ Linh, ngươi đi theo chúng ta, gặp được nguy hiểm liền tạm thời ở trong trận pháp. Chúng ta thời gian ngắn cũng không cách nào bởi vì ngươi thay đổi cả trận pháp được. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ thực đám người Hình Thiên, Khoa Phụ nói rất uyển chuyển, bởi vì bọn họ bố trí trận pháp, bọn hắn mỗi người đều là chân thần, cùng nhau hình thành trận pháp rất hoàn thiện. Thế nhưng đột nhiên lại có thêm Kỳ Linh, xem ra Kỳ Linh là thiên thần chân tiên, có lẽ các thủ đoạn khác sẽ lợi hại. Thế nhưng nếu như tạo thành trận pháp, mặt khác đều là chân thần chi lực, Kỳ Linh lại là thiên thần lực, sẽ có vẻ không công bằng. Kỳ Linh cũng có lo nghĩ cho riêng mình, đám người Hình Thiên đều là chân thần lực, mà mình lại là nửa bước chân vào cánh cửa tổ thần, thần lực càng thêm tinh thuần hơn. Nếu như hình thành trận pháp đồng dạng sẽ không cân đối, mình vẫn là một mình hành động thì tốt hơn. Người cẩn thận một chút, theo ở bên cạnh ta, thượng cổ phế tích này cũng không phải trò đùa đâu. Khoa Phụ nhắc nhở nói, đối với Kỳ Linh hắn vẫn rất quan tâm. Dù sao Kỳ Linh đối với toàn bộ trận doanh nữ oa là lập được công lớn. Chỉ là Khoa Phụ cũng rất nghi hoặc, tại sao Kỳ Linh lại tới đến đây, không phải là cản trở hay sao? Chỉ là lời này không thể nói ra miệng. Ta sẽ không sằng bậy đâu. Kỳ Linh gật đầu. Tốt, chúng ta xuất phát thôi. Khoa Phụ ra lệnh một tiếng, bảy vị tiếp tục bay tới, nghiền áp hết thảy mọi trở ngại.
Vù vù, một đường bay đến, bài trừ hết thảy mọi trở ngại trên đường. Cho dù có chút phiền phức, khoa phụ chỉ cần duỗi chân ra mấy vạn dặm liền dẫm nát hết thảy. Trước đó mình một người hành động còn bị bắt tí chiến ma trận cùng kiểu đầu trùng thú công kích, nhưng từ khi cùng đám người khoa phụ hành động thật đúng là rất nhẹ nhõm. Cảm giác rất nhẹ nhõm sao? Hình Thiên cùng Kỳ Linh sóng vai đạp trên mây mù mà phi hành, cười hỏi. Nhìn miệng trên bụng Hình Thiên, Kỳ Linh vẫn rất nhạt định. Hắn dù sao cũng từng thống lĩnh qua Hình Thiên trận, cười nói. Đến bây giờ còn không có ra tay. Khoa phụ động tác rất nhanh, ai cũng đoạt không lại được hắn. Hình Thiên cười nói. Hơn nữa người cũng biết rồi, các dị tộc ở thượng cổ phế tích này luận thực lực là không bằng tam giới chúng ta. Cho nên chúng ta công giết qua, bọn hắn căn bản không dám công khai mà liều mạng. Bọn hắn chỉ nghĩ biện pháp lợi dụng một ít hoàn cảnh sống đáng sợ, nguy hiểm của thượng cổ phế tích này để đối phó với chúng ta mà thôi. Mà U Tịch thế giới chính là một trong các thế giới xếp hạng hàng đầu trong thượng cổ phế tích, do tộc đàn cường đại chiếm cứ. U Tịch thế giới này ngược lại lại không nguy hiểm. Kỳ Linh gật đầu. Nơi tốt chủng tộc cường đại mới chịu chiếm cứ, một ít địa phương nguy hiểm đáng sợ là không thích hợp tộc đàn sinh sôi nảy nở. Địa phương tốt như tam giới chính là bị trận doanh nữ oa vô gian môn chiếm cứ mất rồi. Cho nên chúng ta ở U Tịch thế giới đương nhiên sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng đến một chút thế giới nguy hiểm chính thức sẽ rất phiền toái đấy. Hình Thiên nhắc nhở nói. Đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Một ít địa phương đáng sợ nhất, coi như là cấp độ lãnh tụ, đi vào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta hiểu rồi. Kỳ Linh nghiêm nghị nói. Lãnh tụ đi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đây không phải lời nói dối. Thượng cổ phế tích 10 đại hiểm địa, xếp hạng thứ nhất chính là hư không hải. Nước biển của hư không hải chính là vô số mảnh vỡ hư không. Mảnh vỡ hư không điên cuồng va chạm hình thành lực xoắn đáng sợ, ngay cả tiên thiên linh bảo cực phẩm cũng bị rào sát cho nát bấy. Chỉ có hỗn độn kỳ bảo mới có thể gánh vác được lực xoắn đáng sợ như thế. Đến nay không có ai dám can đảm xông vào, ngay cả nữ oa nương nương cũng chưa từng đi vào thử qua. Sau khi thành thế giới thần, nữ oa nương nương có lẽ có thực lực ngao du trong đó, nhưng đã không cần thiết, không có ai nguyện ý mạo hiểm. Một đường đi về phía trước. Hai ngày sau, vù, giữa không trung đẳng vân giá vũ bay tới một đám thần ma cường đại, đúng là khoa phụ, Hình Thiên, Khổng Tú, Phong Cơ, Hy Hoàng, Lục Ngô cùng Kỳ Linh. Sao? Kỳ Linh quan sát phía dưới là khu kiến trúc khổng lồ, kiến trúc của dị tộc kỳ lạ, thậm chí còn có chút cung điện huy hoàng. Giờ phút này đã nghiền nát không chịu nổi, rất nhiều kiến trúc rõ ràng bị thiết cắt vỡ vụn. Khoa phụ quan sát phía dưới cười ha ha nói. Nhìn vết kiếm hẳn là Ngọc Đỉnh lưu lại rồi. Động tác của Ngọc Đỉnh thật đúng là nhanh mà. Đúng vậy, đích thực là đám người Ngọc Đỉnh đạo nhân hủy diệt tộc địa của U Tịch nhất tộc. Khổng Tú nói. Bốn phân thân của Khổng Tú phân biệt ở bốn đội ngũ, hết thảy động tĩnh nàng đều biết được. Tộc địa của U Tịch nhất tộc ư? Kỳ Linh âm thầm cảm thán. Đây là cuộc chiến sinh tồn, vì trận doanh nữ oa sinh tồn, địch quân hoặc đầu hàng, hoặc chạy trốn, hoặc chết, không có lựa chọn. Đi, ở U Tịch thế giới hao phí 5 ngày, đã quét sạch qua mấy lần rồi, cũng nên đi thế giới khác thôi. Khoa phụ nói. Đi. Lúc này đám người Kỳ Linh lại tiếp tục hành trình của mình. Một đường cực kỳ nhẹ nhõm, cho dù có chút phiền phức, nhưng đám người khoa phụ đều có thể giải quyết được, căn bản không cần Kỳ Linh ra tay. Kỳ Linh cũng không vội, hắn đến thượng cổ phế tích là để chinh chiến, là để thắng lợi, cần ở thời khắc mấu chốt lại ra tay cũng không muộn. Nếu như có thể một mực không ra tay liền thắng được trận này, vậy thì càng tốt. Kỳ Linh một mực rất bình tĩnh, từ khi thực lực đạt tới cấp độ lãnh tụ, hắn phát hiện mình càng thêm thản nhiên. Quả thật là sau khi chân chính có được thực lực mới có thể càng thêm thản nhiên đối mặt với hết thảy. Trong lòng Kỳ Linh yên lặng nói. Bên trong tam giới, tại hoàng cung của thượng cổ nhân tộc, đây cũng là hoàng cung của đại vũ thế giới, bên trong vạn tộc điện. Đây là lúc thượng cổ nhân tộc triệu tập đại năng giả ở khắp nơi. Thời điểm nhân tộc cường thịnh nhất chính là thượng cổ chi chủ. Rất nhiều thần ma như Hình Thiên, Ứng Long đã sớm đứng ở bên phía nhân tộc. Bên trong điện, nhân tộc tam hoàng, lãnh tụ của Phật môn, đạo môn, cùng với Bồ Đề đạo tổ, Hậu Nghệ đại thần, Phật môn Phật chủ, đạo môn đạo tổ, một ít đại năng giả nhàn tản hôm nay lại tề tụ. Bọn hắn đã tụ tập ở đây hơn nửa năm. Từ khi khai chiến với thượng cổ phế tích, bọn hắn đã tề tụ. Đương nhiên đa số chỉ là hóa thân, phân thân ở đây mà thôi, vì chính là có thể tùy thời cùng nhau mà hành động. Đám người Phục Hy đã tiến nhập Thiên Sơn thế giới, cực kỳ nguy hiểm.
Tọa Nhân Thị mở miệng nói: "Đây là sau khi đám người Phục Hy đánh thượng cổ phế tích, trải qua một thế giới nguy hiểm nhất đây. Những dị tộc kia rất là giàu hoạt." Tam Thanh Đạo Nhân gật đầu nói: "Một mực không muốn chính diện chém giết, chúng ta cũng chưa từng tìm được xào huyệt chính thức của bọn chúng. Những thế giới đơn giản tương đối an toàn đã đánh không sai biệt lắm, hiện tại chỉ có thể đánh vào một ít thế giới cực kỳ nguy hiểm. Theo như ta thấy..." Bỗng nhiên một thân ảnh mặc sắc khải ngăm đen ngồi phía dưới, thanh âm hùng hồn nói: "Kỳ Linh kia đột nhiên gia nhập trong đội ngũ đạo tổ đi chinh chiến, mấy tháng trước cũng khá là tốt, bởi vì một mực xông vào các thế giới đều là thế giới tương đối an toàn, thậm chí trên đường đi không cần hắn ra tay, đám người khoa phụ lão ca đã hỗ trợ giải quyết rồi. Thế nhưng hiện tại tiến vào Thiên Sơn thế giới, đây là thế giới cực kỳ nguy hiểm, trước mắt một ít nguy hiểm, chỉ sợ đám người khoa phụ tự bảo vệ mình còn không kịp, đừng nói tới bảo hộ Kỳ Linh, lúc này Kỳ Linh ngược lại sẽ thành vướng bận đây. Ta tuy không thích tính cách của Lôi Thần..." Phía dưới lại có một lão giả tiên phong đạo cốt nói: "Nhưng hắn nói cũng có đạo lý, lần này đội ngũ đi chính chiến là trải qua thương lượng, cẩn thận mà quyết định, cùng nhau đều có thể dùng trận pháp phối hợp, mà Kỳ Linh lại gia nhập vào, mặc kệ là theo đội ngũ nào đi chăng nữa, cũng không có cách nào tiến hành trận pháp phối hợp được. Đặc biệt là hiện tại, hoàn toàn chính xác dễ trở thành vướng bận. Ta lo lắng hắn sẽ làm ảnh hưởng đến đám người khoa phụ kia." Phía dưới cả đám đại năng giả nói: "Mấy tháng trước Kỳ Linh mới tiến vào thượng cổ phế tích, bọn hắn liền thảo luận qua việc này. Bất quá khi đó tình thế rất là tốt, không có kinh nghiệm nguy hiểm gì, nên bọn hắn không có nhiều lời. Dù sao sư phụ của Kỳ Linh cũng là Bồ Đề, sư huynh của Kỳ Linh là Hậu Nghệ, bọn hắn cũng phải xem mặt mũi của hai vị này." "Bồ Đề..." Tam Thanh Đạo Nhân trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía Bồ Đề đạo tổ. Thần Nông Thị cũng nhìn về phía Bồ Đề. Tuy bọn hắn đều rất ưa thích Kỳ Linh, nhưng đại sự như thế không thể dung tình cảm, hết thảy đều phải vì trận doanh chiến tranh chiến thắng mà cân nhắc. Bồ Đề nở nụ cười, phía dưới đại năng giả đều nghi hoặc nhìn Bồ Đề. "Bồ Đề, ngươi cười cái gì vậy?" Lôi Thần Thiên Tôn cao mày nói. Bồ Đề liếc mắt nhìn Lôi Thần Tiên Tôn nói: "Kỳ Linh tuyệt đối sẽ không thành vướng bận đâu." "Sao?" Bên cạnh Thần Nông Thị, Tam Thanh Đạo Nhân, Tọa Nhân Thị đều lộ ra vẻ tò mò. Đại năng giả phía dưới càng nghị luận nhau nhau. Bồ Đề cười lại không nói thêm lời nào. "Còn che giấu ư?" Tam Thanh Đạo Nhân lắc đầu nói: "Đến lúc đó các người sẽ tự biết thôi." Bồ Đề nhắm mắt tính tọa. Hậu Nghệ ngồi ở bên cạnh thì nở một nụ cười. Hắn và Bồ Đề ở chung thời gian quá lâu rồi, rất rõ ràng tính cách của sư phụ. Các đại năng giả tụ tập đàm tiếu, đối với mấy vị đại năng giả có được tuổi thọ dài dằng dặc mà nói, cùng nhau luận đạo ngàn năm vạn năm cũng cực kỳ bình thường. Thời điểm không có hạo kiếp, hai vị tiên ma đánh cờ, chỉ đi một nước cũng trên 100 năm thời gian. Lại qua gần nửa ngày. "Không tốt rồi." Thiếu nữ xinh đẹp ôn nhu ngồi ở dưới, bỗng nhiên biến sắc liền nói: "Chư vị..." Lập tức các đại năng giả ở đây đều quay đầu nhìn lại, nhìn về phía Khổng Tú. Khổng Tú năm phân thân phân biệt theo 4 chi đội ngũ, còn một cái ở Vạn Tộc Điện phụ trách truyền đạt lại tin tức. Chứng kiến sắc mặt của Khổng Tú trịnh trọng như thế, trong nội tâm hết thảy đại năng giả đều siết chặt lại. Ngày mới vừa rồi đây, đám người khoa phú đã lâm vào nguy hiểm, là tuyệt địa Địa Minh Sơn. Khổng Tú nói: "Sao? Địa Minh Sơn sao?" Cả đám đại năng giả đều giật mình. Địa Minh Sơn là một hiểm địa danh khí cực kỳ lớn, bởi vì trước đây thật lâu, đại năng giả bên tam giới đi vào mạo hiểm ma luyện, có đạo tổ đã chết ở trong đó. "Địa Minh Sơn cực kỳ nguy hiểm." Tam Thanh Đạo Nhân cũng biến sắc. "Ta đã đi qua một lần, bị vây khốn ở trong đó hơn 3000 năm. Tranh thủ thời gian để cho Như Lai đi qua đi. Như Lai là có nắm chắc có thể phá giải được Địa Minh Sơn này." "Vâng." Khổng Tú liên tục gật đầu. "Ta đã nói cho Như Lai Phật Tổ rồi, đám người Như Lai đang tiến đến." Tại Thiên Sơn thế giới thượng cổ phế tích, Kỳ Linh đi vào thượng cổ phế tích cũng đã hơn 3 tháng, đi theo đám người khoa phụ một mực không có gặp được đại nguy hiểm gì. "Đây là Thiên Sơn thế giới, chúng ta phải hết sức cẩn thận." Khổng Tú nhắc nhở. "Có nguy hiểm gì, một cước là xong hết mà." Khoa phụ cầm mộc trượng cười nói, bất quá cười xong vẫn nhắc nhở Phong Cơ đạo tổ một tiếng. "Phong Cơ, ngươi phải xem xét hết sức cẩn thận đấy." "Ừ." Phong Cơ đạo tổ gật đầu,
bọn hắn đang vân giá vũ phi hành, mà chung quanh là từng tòa đại sơn liên miên. Vì sao ta cảm thấy núi bên kia trước đó vừa mới trải qua rồi? Kỳ Linh bỗng nhiên chỉ vào phía trước. Ồ, Khoa phụ trừng mắt nhìn kỹ, lập tức gật đầu. Đúng vậy, vừa mới đi qua rồi. Không tốt rồi. Phong Cơ đạo tổ cẩn thận cảm ứng, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là trận pháp, dùng dãy núi làm căn cơ, bố trí đại trận. Trận pháp này phạm vi cực kỳ quảng đại, hơn nữa lặng yên không một tiếng động, ngay cả ta trước đó cũng không phát hiện ra được chút nào. Chúng ta lâm vào trong trận pháp ư? Hình Thiên cả kinh. Chúng ta đã ở trong trận rồi. Phong Cơ đạo tổ gật đầu. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Khoa phụ liền hỏi. Chúng ta có hai biện pháp. Phong Cơ đạo tổ nói. Một là dùng lực mà phá pháp, trực tiếp hủy diệt hết thảy ngọn núi, hủy diệt phiến thiên địa này, dĩ nhiên là sạch sẽ thôi. Thế nhưng đây là Hoàn Mộc chi chủ bố trí ra trận pháp. Hoàn Mộc chi chủ lợi dụng núi đá, gỗ mộc cực kỳ lợi hại. Hắn bố trí trận pháp, hơn nữa phạm vi lớn như thế, chúng ta muốn dùng lực phá pháp chỉ sợ làm không được. Thứ hai, chỉ có ở trên trận pháp phá giải, chúng ta cũng làm không được. Nhân Hoàng Phục Thi có khả năng làm được. Hắn vừa dứt lời, đong, phảng phất như thanh âm tim đập từ sâu trong lòng đất truyền đến. Đong đong đong, từng tiếng tim đập trầm thấp vang lên ở trong thiên địa. Chung quanh vốn là dãy núi, vậy mà lập tức biến ảo, biến thành vô số ác thủy, giang hà cuồn cuộn vô cùng vô tận. Đám người Kỳ Linh đang đẳng vân giá vũ, vậy mà bị vô số ác quỷ vần quanh. Cái này, đây là Địa Minh Sơn ư? Sắc mặt của Phong Cơ đạo tổ lập tức tái nhợt. Đã chậm rồi, đã chậm rồi, hết thảy đã chậm rồi. Chúng ta vậy mà bất chi bất giác bị dụ vào Địa Minh Sơn sao? Lục Ngô cũng biến sắc. Mấy vị khác mỗi người đều phải dùng mình. Trận pháp thật cao minh. Kỳ Linh thì khẽ nói. Trước đó chúng ta không có phát giác chút nào, chờ chúng ta phát giác ra đã bị đẩy vào trong Địa Minh Sơn rồi. Phật Tổ Như Lai đã biết, đang chạy đến đây. Khổng Tú nói. Chư vị cẩn thận, không được để tách ra. Khoa phụ gầm nhẹ nói. Đây là nơi nguy hiểm lớn nhất từ khi chúng ta tiến vào thượng cổ phế tích cho đến nay. Cho dù Phật Tổ có đến, chỉ sợ cũng cần có thời gian phá vỡ Địa Minh Sơn này. Chúng ta cần chống đỡ, chống được đến lúc Phật Tổ cứu chúng ta ra. Nhịn không được, chúng ta sẽ chết ở chỗ này đấy. Đám người Kỳ Linh đều gật đầu. Mỗi người ở đây đều nghiêm túc. Thời khắc sinh tử, ai cũng không dám chủ quan. Thanh âm Địa Minh đang vang lên rồi. Khổng Tú nói. Thời điểm Địa Minh âm lớn nhất chính là nguy cơ thời điểm giáng lâm. Đong, lại tựa như thanh âm tim đập càng thêm vang dội, phảng phất như nước sông vô tận, chung quanh đều rung động. Bên trên bầu trời, đám người Phật Tổ Như Lai đang hóa thành một đạo kim quang cự đại, nhanh chóng bay về phía Địa Minh Sơn. Khổng Tú còn chịu đựng được không? Như Lai chuyển âm nói. Phật quốc trong lòng bàn tay của Như Lai có vô số sinh linh sinh hoạt, một phân thân của Khổng Tú cũng đang ở trong đó. Hiện tại Địa Minh Âm đang không ngừng vang lên, càng lúc càng lớn. Hiện tại Địa Minh Âm đang không ngừng vang lên, càng lúc càng lớn. Thời điểm thanh âm lớn nhất là thời điểm công kích đến. Hiện tại mấy người chúng ta đều cẩn thận từng ly từng tí đề phòng, còn chưa lọt vào vòng công kích. Khổng Tú ở trong Phật quốc trả lời. Phải hết sức cẩn thận. Như Lai nói xong liền nói với ba vị Phật tổ ở bên cạnh. Các ngươi tạm thời tiến vào Phật quốc đi, ta phải dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến đó. Vâng, thưa Phật tổ. Ba vị khác đều đáp. Như Lai đệ vị ở trong Phật môn là tuyệt đối đứng đầu. Chỉ thấy Như Lai vung tay lên, ba vị Phật tổ ở bên cạnh liền bị thu hồi. Sau đó tốc độ của kim quang nhanh hơn, nhanh chóng lao về phía Địa Minh Sơn. Ở chỗ sâu trong tượng cổ phế tích bên trong thành lũy. Chủ nhân, thành công rồi. Đội ngũ của Khoa phụ đã bị dẫn dụ vào Địa Minh Sơn rồi. Phía dưới, lão giả gầy gò vui vẻ nói. Thứ tu đại ma thần ngồi trên vương tọa nhẹ giọng cười nói. Không động thủ thì thôi, động thủ sẽ phải làm thật lớn. Trước đó để cho trận doanh nữ hoa dễ dàng lâu như vậy, lần này phải hung hăng cho bọn hắn một kích thôi. Thiên Sơn thế giới là vô gian môn chúng ta hao phí vô số linh lực, tinh lực bố trí ra. Toàn bộ Thiên Sơn thế giới chính là một bẫy dập. Trận doanh nữ hoa biết rõ có thể là bẫy dập, cũng phải đi vào trong đó. Phía dưới, lão giả râu đỏ cười nói. Bọn hắn căn bản tìm không thấy chúng ta. Bọn hắn có thể làm đúng là phá hủy toàn bộ thượng cổ phế tích này, phải giết vào từng thế giới.
ở Thiên Sơn thế giới, nó không chừng cũng có thể diệt mất 2-3 chi đội ngũ rồi. Một chi khoa phụ này nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thứ tu đại ma thần nhẹ nhàng gật đầu. Ba chi khác liền xem thủ đoạn của bọn hắn. Kỳ linh. Ô Tiêu Thiên Tiên nhìn xem chẳng cảnh hiện ra giữa không trung, đó là chẳng cảnh chung quanh địa Minh Sơn. Trước đó năm người khoa phụ đã tiến nhập. Ô Tiêu Thiên Tiên cười lạnh, tiến vào địa Minh Sơn, lần này ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể còn sống sót đi ra hay không. Chủ nhân, Phật Tổ Như Lai đang nhanh chóng chạy tới địa Minh Sơn. Kim Giáp Nhân trầm giọng nói, chung quanh địa Minh Sơn là trận pháp do Hoàn Mộc bố trí ra, hiện tại trận pháp đã có biến hóa. Như Lai xông vào trong trận rất ít có khả năng tìm được địa Minh Sơn, trừ khi hắn phá trận, dùng thực lực của hắn có thể phá trận, nhưng thời gian rất lâu. Thời gian lâu như vậy, mộ của đám người khoa phụ sớm đã xanh cỏ rồi. Thứ tu đại ma thần mỉm cười, vươn đầu lưỡi màu đỏ tươi liếm láp môi dưới. Hắn đường đường là đại ma thần, đã nghẹn họng quá lâu. Đại ma thần này vốn là dùng vô số máu tươi huyết nhục đúc thành uy danh. Lúc này ở bên trong địa Minh Sơn, đùm đụp đùm đụp đùm đụp đùm đụp, lòng đất truyền đến những tiếng tim đập cực lớn, phảng phất như nện ở trên trái tim đám người kỳ linh vậy. Mỗi người đều lơ lửng ở trên cao, cẩn thận quan sát bốn phía. Kỳ linh à, 6 người chúng ta có thể bố trí trận pháp cùng nhau ngăn cản nguy hiểm đột kích đến, mà ngươi lại không có trận pháp bảo hộ. Ngươi vẫn là trước tiên tiến vào trong động thiên pháp bảo đi, chờ vượt qua địa Minh Sơn này ngươi hãy trở ra. Đám người khoa phụ đã hình thành trận pháp cực lớn, thần lực bắt đầu khởi động, hình thành từng vòng kim quang bao phủ ở chung quanh. Không cần đâu, Kỳ Linh lắc đầu. Khoa phụ thấy thế liền nhíu mày, thời khắc mấu chốt Kỳ Linh không thể tùy hứng được đâu. Khoa phụ đạo hữu không cần lo lắng đâu, lúc trước bản tôn của ta bị vô gian môn hủy diệt, không phải cũng sống lại đó sao? Kỳ Linh nhìn khoa phụ, khoa phụ sững sờ lập tức gật đầu. Người đã không muốn trốn, vậy thì tùy ngươi. Như vậy đi, ngươi ở trong trận pháp của chúng ta, nếu có tập kích từ bên ngoài đến, trận pháp này có thể giúp ngươi ngăn cản một chút. Trận pháp này phòng bên ngoài không phòng bên trong, ngươi ở bên trong đồng dạng có thể ra tay công giết ở bên ngoài. Tốt thôi, Kỳ Linh gật đầu đáp ứng. Khoa phụ, Hình Thiên, Hy Hoàng, Phong Cơ, Khổng Tú, Lục Ngô, thần lực bắt đầu khởi động, kim quang vần quanh chống cự nguy hiểm, mà Kỳ Linh thì ở trong đại trận. 6 vị chân thần trao đổi ánh mắt với nhau cũng rất bất đắc dĩ. Theo như bọn họ thấy, Bắc Minh kiếm tiên này có chút cuồng ngạo. Địa Minh Sơn nguy hiểm như thế, coi như là bọn hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí phải mời Phật Tổ đến, mà Kỳ Linh lại muốn ở bên ngoài, vẫn là thời gian tu luyện quá ngắn, quá mức tự tin. Đùm 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 đùm. Bỗng nhiên, địa Minh Ngâm trở nên vội vàng, hoàn cảnh xung quanh cũng biến hóa, trước đó vẫn là nước chảy vô tận, bỗng nhiên xung quanh biến thành rừng nhiệt đới rậm rạp. Đám người Kỳ Linh đều đứng ở trong rừng. Đi nhanh lên, bay ra rừng nhiệt đới thôi. Khoa phụ nói. Vèo. Bọn hắn đều bay lên, thế nhưng mà mặc cho bọn hắn bay như thế nào, như trước vẫn ở trong rừng. Bay không ra được đâu, không khám phá được chân thật của địa Minh Sơn này, căn bản là không ra địa Minh Sơn được. Phong Cơ đạo tổ quan sát, lắc đầu nói. Năm đó Tam Thanh đạo nhân bị nhốt ở trong địa Minh Sơn, bằng vào thực lực rất mạnh, ngăn cản được nguy hiểm, bị nhốt trong đó hơn 3.000 năm mới nhìn trộm ra được tình cảnh chân thật của địa Minh Sơn, mới thoát khỏi hiểm cảnh. Những cái này đều là ảo ảnh cả. Khổng Tú cũng lo lắng nói. Chúng ta không có cách nào xuyên thấu qua ảo ảnh, nhìn trộm ra hư thật của địa Minh Sơn. Hình Thiên cũng cực kỳ lo lắng. Kỳ Linh đang cẩn thận quan sát. Địa Minh Sơn danh khí rất lớn, một khi tiến vào trong đó sẽ gặp phải ảo cảnh vô tận, vĩnh viễn bị vây ở trong ảo cảnh. Mặc dù là đại năng giả liều mạng bay rất xa, nhưng trên thực tế vẫn là ở trong địa Minh Sơn, căn bản bay không ra ngoài được. Có hai biện pháp, một là có được thực lực tuyệt đối, trực tiếp hủy diệt toàn bộ địa Minh Sơn. Thế nhưng loại hiểm địa này, ngay cả Tam Thanh đạo nhân năm đó cũng không có cách nào hủy diệt, chỉ sợ cũng chỉ có thế giới thần nữ Oa Nương Nương mới có thể làm được điều đó. Đám người Kỳ Linh căn bản không có hy vọng phá địa Minh Sơn. Biện pháp thứ hai chính là như Tam Thanh đạo nhân có thể xuyên thấu qua ảo cảnh, nhìn ra chân thật của địa Minh Sơn, có thể lập tức đi ra khỏi địa Minh Sơn. Như Lai ở phương diện nhìn trộm ảo cảnh là cực kỳ am hiểu, Phật môn vốn là am hiểu dùng ảo cảnh. Phốc. Bỗng nhiên một công kích đáng sợ giáng lâm, trực tiếp đâm về phía Lục Ngô chân thần. Mặt ngoài Lục Ngô chân thần vần quanh trận trận kim quang bị xuyên thấu, có một kỳ vật phảng phất như mũi nhọn đang tiến hành công kích tới.
Lục Ngô chân thần sợ tới mức liên tục huy động roi sắt để ngăn cản, hơn nữa thần chấp liên tục. Xùy xùy, phần bụng của Lục Ngô chân thần bị xẹt qua, miệng vết thương máu chảy đầm đìa. Rất nhanh thần lực bắt đầu khởi động liền khôi phục lại. Mọi người cẩn thận, Địa Minh Sơn công kích cực kỳ mạnh, Lục Ngô chân thần nói. Trận pháp căn bản không có cách nào hoàn toàn ngăn trở được, bất quá trận pháp có thể suy yếu kỳ vật công kích kia, nếu không vừa rồi cũng không phải là mất chút thịt mà là trực tiếp bị xé nứt ra. Cẩn thận, chung quanh nhìn như là rừng nhiệt đới vậy, Phong Cơ đạo tổ càng nghiêm mặt nói. Thế nhưng trên thực tế rừng nhiệt đới chỉ là ảo cảnh thôi, chẳng cảnh chân thật là có thêm kỳ vật đang công kích chúng ta. Kỳ Linh cũng nhíu mày, kỳ vật kia trải qua trận pháp suy yếu cũng có thể đơn giản tổn thương thân thể chân thần, đây thực sự là đáng sợ. Chí mạng nhất chính là căn bản phát hiện không được kỳ vật ở chỗ nào, chờ lúc phát hiện ra công kích đã đến trước người. Làm sao bây giờ? Kỳ Linh cẩn thận quan sát bốn phía, trong mắt có ánh nến thiêu đốt. Trúc Long Chi Nhãn cẩn thận quan sát, xung quanh là cây cối rừng nhiệt đới, lá cây càng thêm rõ ràng, thậm chí chứng kiến mạch lạc từng giọt xương trên phiến lá, căn bản không tìm thấy chút dấu vết nào. Khám phá ảo cảnh là nhìn trộm bản chất sự việc, đến cùng là làm như thế nào đây? Năm đó Tam Thanh đạo nhân bị nhốt ở đây, cuối cùng chính là nhìn trộm vào bản chất của sự việc mới đi ra được. Kỳ Linh nhíu mày, thế nhưng làm sao để nhìn trộm ra sự thật đây? Kỳ Linh dùng mắt thường cẩn thận quan sát, tâm thức dò xét, ngay cả tâm lực cũng đã dò xét, thế nhưng hết thảy dò xét đều là tình cảnh con mắt chứng kiến, phảng phất như những gì rừng nhiệt đới này là có thật vậy. Cẩn thận ngẫm lại cũng có thể minh bạch, ngay cả Tam Thanh đạo nhân cũng bị quấn hơn 3.000 năm mới nhìn trộm ra bản chất của sự việc, có thể thấy được sự tình không dễ dàng như vậy. Ông tâm lực của Kỳ Linh thi triển pháp môn của Bắc Khiêu thế giới thần truyền lại, phảng phất như gợn sóng nhộn nhạo càn quét qua mỗi một tấc không gian, điều tra cẩn thận có thể nói là đệ nhất tam giới, vượt qua bất luận pháp môn tìm tòi nào. Ngay cả chút ít thần ma ở cửu phương hỗn độn quốc, Kỳ Linh cũng không có phát hiện pháp môn tâm lực dò xét của ai có thể so được với mình. Bỗng nhiên tâm lực giống như gợn sóng kia ẩn ẩn phát giác được một tia chấn động. Phốc, một kỳ vật nhìn không thấy đâm xuyên qua tầng tầng kim quang phòng ngự, trực tiếp đâm về phía Hy Hoàng đạo tổ. Cái kỳ vật kia đâm thủng tầng tầng kim quang, lúc này Hy Hoàng đạo tổ mới phát hiện ra liền biến sắc. Không tốt rồi, liên tục né tránh, đồng thời huy động ống tay áo để ngăn cản. Kỳ vật sắc bén đụng vào ống tay áo, sau đó liền bay khỏi. Mọi người hãy cẩn thận, Hy Hoàng đạo tổ nói. Nó quá nhanh, không thể phân tâm chút nào. Hình Thiên, ngươi còn có pháp bảo tấm chắn khác không? Lục Ngô chân thần nói. Có đây. Trong tay Hình Thiên hiện ra một tấm chắn nhỏ, bay về phía Lục Ngô chân thần, nhanh chóng biến lớn, gần như cao cỡ nửa người. Lục Ngô chân thần một tay bắt lấy tấm chắn, một tay cầm roi sắt. Hình Thiên cũng đồng dạng, một tay cầm tấm chắn, một tay Hình Thiên phủ, đồng thời liền hỏi. Còn ai cần tấm chắn không? Ánh mắt của hắn quét qua, không khỏi nhìn về phía Kỳ Linh ở trong trận. Trong 7 người này, Khoa Phụ thực lực là mạnh nhất, tiếp theo là Hình Thiên cùng Hy Hoàng. Bản thân Hình Thiên có tấm chắn, Hy Hoàng lại am hiểu dùng ống tay áo. Sau đó là Khổng Tú, Phong Cơ và Lục Ngô. Hiện tại, Lục Ngô đã muốn tấm chắn, Phong Cơ đạo tổ thì đã có cây quạt, có thể coi là tấm chắn để dùng. Đối với Phong Cơ đạo tổ mà nói, cây quạt ngược lại có thể phát huy uy năng càng lớn. Về phần Khổng Tú, nàng chính là một cây lông đuôi luyện chế thành phân thân, có thể so sánh với tiên thiên cực phẩm pháp bảo, ngược lại là một cái an toàn nhất. Ở Hình Thiên xem ra, Kỳ Linh chỉ dùng kiếm. Kiếm càng am hiểu tấn công, ở trên phòng ngự tương đối chịu thiệt. Hắn cho rằng Kỳ Linh có lẽ càng cần tấm chắn hơn. Ta còn chưa cần, Kỳ Linh cười lắc đầu. Hãy cẩn thận một chút, Hình Thiên nhắc nhở cũng không có nhiều lời. Từng kỳ vật vô hình đột kích, 6 vị thần ma đều cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Bọn hắn thậm chí tận lực thu nhỏ lại phạm vi trận pháp để bảo hộ Kỳ Linh ở trong trận pháp. Liên tiếp 19 lần tập kích, 6 vị thần ma đều toàn lực ứng phó ngăn cản. Kỳ Linh thì chiếm chút tiện nghi, ở trong trận pháp không có bị công kích. Ồ, tựa hồ như ngừng rồi, Khổng Tú nói khẽ. Địa Minh Thanh đã bắt đầu giảm bớt rồi, Khoa Phụ thì nói. Đùm đùm, đùm đùm, đùm đùm. Sâu trong lòng đất truyền đến thanh âm tựa như tiếng tim đập, hoàn toàn chính xác đang yếu bớt. Qua một thời gian ngắn, Địa Minh Thanh còn có thể cường thịnh trở lại, khi đó sẽ còn tập kích chúng ta, Khoa Phụ nói. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi, chuẩn bị sóng tập kích tiếp theo của Địa Minh Sơn này.
Các thần ma sắc mặt cũng không hề dễ xem. Uy lực của tập kích vô hình kia quá lớn, hơn nữa lại quỷ mị. Vừa rồi 19 lần tập kích, Lục Ngô chân thần đã bị thương 3 lượt, Phong Cơ đạo tổ bị thương 2 lần, Hy Hoàng cùng Hình Thiên bị thương 1 lần, Khoa Phụ Kỳ Linh, Khổng Tú ngược lại đều là hảo hảo. Mỗi một lần bị thương đều cần tiêu hao lớn, lượng lớn thần lực đến khôi phục. Thần thể khôi phục tiêu hao thần lực là cực kỳ lớn. Thời gian lâu rồi, thần lực tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó, trận pháp cũng không có cách nào để duy trì. Sở dĩ mọi người có thể sống qua 19 lần sóng tập kích liên tiếp là bởi vì có trận pháp sớm suy yếu. Nếu không chính diện đối mặt, ngay cả Khoa Phụ cũng có thể chết đi. Tất cả mọi người thấy được tử vong uy hiếp, tự nhiên hào khí liền nặng nề nói: Kỳ Linh này, tất cả chúng ta khẩn trương như vậy, hắn vậy mà thất thần ư? Lục Ngô chân thần mắt nhìn Kỳ Linh. Ở trong trung tâm trận pháp, Kỳ Linh đang đứng ở đó, trong ánh mắt vô thần, hiển nhiên trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì đó, rõ ràng cho thấy bộ dạng đang thất thần. Ai... Lục Ngô chân thần cũng là thế hệ chất phác, cũng không có nhiều lời. Tận lực rồi, chúng ta đã liều hết sức, có thể bảo hộ cho Kỳ Linh liền bảo hộ. Nếu chúng ta chết đi rồi, bảo hộ không được Kỳ Linh cũng là không có cách nào khác. Hắn dù sao vẫn còn quá trẻ. Kỳ Linh đang đứng ở đó, trong nội tâm thì nghĩ ngợi. Mỗi một lần đột kích, đặc biệt là tới gần đến khoảng cách nhất định, ta đều có thể ẩn ẩn phát giác được một tia chấn động giật tràn ra. Hiển nhiên kỳ vật tập kích này uy năng quá lớn, ở dưới khoảng cách gần là không cách nào hoàn toàn tránh thoát điều tra của ta. Thế nhưng ta cũng chỉ có thể cảm ứng được một tia chấn động thôi, căn bản không cách nào xác nhận vị trí chuẩn xác của kỳ vật kia. Lúc phát giác chấn động kia có lẽ là kỳ vật phát ra, nhưng tốc độ của kỳ vật tập kích đã thẳng hướng mục tiêu nào đó. Ta cần xác định dấu vết của kỳ vật, xác định phương hướng công kích của nó. Uy năng lớn như vậy nhất định sẽ khiến cho không gian chấn động. Kỳ Linh nhìn về phía rừng nhiệt đới chung quanh. Bất quá, chung quanh Tùng Lâm huyễn cảnh quá chân thực, không gian khắp nơi đều có chút chấn động, lại vô tình che giấu chấn động của kỳ vật kia. Ta cần phải làm là chia lìa chấn động của Tùng Lâm huyễn cảnh cùng với chấn động của kỳ vật kia ra. Vừa rồi hơn 10 lần tập kích, Kỳ Linh đều cẩn thận mà cảm ứng, nhưng vẫn chưa xác định được phương hướng kỳ vật phi hành. Đùm đùm, tiếng tim đập sâu trong lòng đất bỗng nhiên từ từ yếu ớt bắt đầu trở nên mạnh hơn. Đùm 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 đùm, từng tiếng tim đập càng ngày càng mạnh. Mọi người hãy cẩn thận, Đệ Minh Sơn sắp công kích rồi, Khoa Phụ quát lên. Ừ, năm vị chân thần khác đều đáp lại, duy trì trận pháp cẩn thận đề phòng. Kỳ Linh thì rũ cụp mí mắt, tâm lực vận chuyển thần hồn, cẩn thận cảm ứng đến hết thảy chấn động xung quanh. Ngoại giới chấn động cực kỳ phức tạp, có phong chấn động, có quang chấn động, có không gian chấn động, có chấn động của mùi hương. Kỳ Linh có thể từ trong đó tìm ra không gian chấn động. Hiện tại muốn làm chính là ở trong không gian chấn động vô tận tìm ra một tia của kỳ vật khiến cho không gian chấn động kia. Mặc dù là đại năng giả như Kỳ Linh cũng cực kỳ khó. Kỳ thực năm đó Tam Thanh đạo nhân cũng là hao phí hơn 3.000 năm mới làm được. Ưu thế của Kỳ Linh là pháp môn tâm lực mà Bắc Hưu thế giới thần sáng chế. Vù xoẹt, vù vù, công kích vô hình bắt đầu liên tiếp hàng lâm. Khoa Phụ, Hình Thiên thì kiệt lực ngăn cản, hoàn toàn dùng hết toàn lực. Tựa hồ là kỳ vật chấn động. Kỳ Linh ở trong trận pháp rũ cụp lấy mí mắt, cẩn thận mà cảm ứng. Kỳ Linh, ta nhìn ngươi vẫn là tiến vào động thiên pháp bảo đi, Hình Thiên quát lên. Hắn và Kỳ Linh quan hệ khá gần. Kỳ Linh lại không đáp mà như trước vẫn đứng ở đó cảm ứng. Trong tam giới, tại Hoàng Cung Nhân Tộc, Vạn Tộc Điện, vô số đại năng giả đều tề tụ. Không được rồi, Khổng Tú đứng lên lo lắng nói. Đây đã là Địa Minh Sơn lần thứ 3 tập kích rồi, Lục Ngô chân thần bị thương rất nghiêm trọng, thần lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Nếu như thần lực tiêu hao hầu như không còn, trận pháp không có cách nào duy trì, đám người Khoa Phụ sẽ chết ở Địa Minh Sơn. Như Lai, Tam Thanh đạo nhân nhìn sang. Ta đang phá trận rồi, Phật Tổ Như Lai ở một bên nói. Đây hẳn là Hoàn Mộc chi chủ hao phí vô số tâm tư, dùng vô số dãy núi làm căn cơ kiến tạo trận pháp. Ta tuy dùng tốc độ nhanh nhất để phá trận, nhưng vẫn cần chút thời gian. Thật không có biện pháp nào, Như Lai lắc đầu. Cho dù bây giờ người tiến đến, trước khi đến được chỗ trận pháp, chỉ là thời gian phi hành, ta cũng đã phá trận rồi. Tam Thanh đạo nhân gật đầu. Hoàn toàn chính xác, thiên sơn thế giới nguy cơ trùng trùng, không có cách nào trực tiếp xuyên thẳng qua hư không đến được. Đám người Kỳ Linh, Như Lai, Phục Hy Thị đều là chậm rãi mà phi hành.
Phục khi thế am hiểu phá trận nhất cũng bị dị tộc ở thượng cổ phế tích kiềm chế rồi. Khổng Tú lo lắng nói, hiện tại hắn không có biện pháp tiến đến đâu. Hoàn Mộc này, Bồ Đề lão tổ ngồi ở một bên sắc mặt khó xem. Chiến tranh sợ nhất chính là tiến vào chiến trường mà địch nhân bố trí. Hiện tại thượng cổ phế tích là địch nhân chủ động bố trí tốt, mặc kệ như thế nào, trận doanh nữ oa là tuyệt đối không cho phép thượng cổ phế tích ngư ông đắc lợi, coi như là giật trừ giúp đỡ của vô gian môn. Chính là bởi vì lo lắng trong thượng cổ phế tích xuất hiện một ít hoàn cảnh trận pháp nguy hiểm, cho nên chỉ phái hai gã đại năng giả tiến đến. Đại năng giả khác thì tọa trấn tam giới, cho dù tình huống có biến, bọn hắn cũng có thể ứng đối được. Tất cả pháp thân của ta đều hiện ra, lập tức có thể phá vỡ trận pháp này. Một bên sắc mặt của Như Lai cũng nghiêm nghị. Phật tổ Như Lai hoàn toàn chính xác đang liều mạng. Chỉ thấy trên bầu trời ba vị Phật tổ khác hình thành trận pháp, Phật quang phổ chiếu, các loại công kích hàng lâm, hủy thiên diệt địa. Mà Phật tổ Như Lai thì lại là một phen bộ dáng khác. Hắn hiện ra ba cỗ thân thể, theo thứ tự là pháp thân bản tôn Thích Giả Ma Ni, pháp thân Đại Nhật Như Lai, pháp thân Dược Sư Như Lai. Chỉ thấy Phật trưởng cực lớn từ trên trời giáng xuống, xé rách thiên địa, hủy diệt từng ngọn núi. Nhưng có chút ngọn núi mặc dù phá hủy, nhưng lực lượng thiên địa vô tận lại ngưng tụ sinh ra. Hiển nhiên đây là trận pháp chi uy. Như Lai vốn là xuất thân hỗn độn chân thần, về sau ở thượng cổ hồn phi phách tán, chỉ lưu lại một tia chân linh đầu thai đến nhân tộc, thành Thích Giả Ma Ly. Sau khi tử địa trùng sinh, hoàn toàn chính xác để hắn đi tới đỉnh phong, tu thành kim mộc thủy hỏa thổ năm đại thiên đạo, thành tựu năm đại pháp thân. Vận dụng năm đại pháp thân này tiêu hao pháp lực là vô cùng kinh người, chỉ có ở lúc liều mạng hắn mới vận dụng. Lần này đánh thượng cổ phế tích, hơn phân nửa lực lượng của hắn đều đến đây, còn thừa lại hai đại pháp thân tọa trấn tam giới. Tam Thanh đạo nhân có nhất khí hóa tam thanh, Như Lai cũng có năm đại pháp thân của hắn, đương nhiên mạnh nhất chính là bản tôn Thích Giả Ma Ni. Thực lực của Như Lai thật đúng là lợi hại. Thứ tu đại ma thần cảm khái đang nhìn tràng cảnh Như Lai đang phá trận giống như hủy thiên diệt địa vậy. Tuy pháp môn tu luyện của những thổ dân này bình thường, rõ ràng thành tổ tiên, nhưng chỉ là tổ tiên tam đẳng. Thế nhưng mà mấy cái yêu nghiệt nhất này, đạo cảnh lại cực kỳ cao thâm. Phục khi thế cũng bị kiềm chế rồi. Trận pháp này của Hoàn Mộc thật là lợi hại. Cho dù đại năng giả khác chạy đến cũng cần chút thời gian mới có thể phá vỡ được. Chờ bọn hắn phá vỡ còn cần tiến vào Địa Minh Sơn. Địa Minh Sơn khắp nơi là ảo cảnh, muốn tìm được đám người khoa phụ cũng cần chút thời gian. Ta xem chừng đám người khoa phụ có lẽ nhịn không được nữa rồi. Thứ tu đại ma thần nhẹ giọng nói thầm. Như Lai điên cuồng như vậy, tranh thủ thời gian ngắn mà phá trận, sợ là đám người khoa phụ đã sắp không được rồi. Ô Tiêu Thiên Tiên cười nói, bọn hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán, bởi vì Địa Minh Sơn là thượng cổ phế tích, tự nhiên hình thành hoàn cảnh ác liệt, coi như là bọn hắn cũng không có cách nào dò xét đến bên trong Địa Minh Sơn đến cùng phát sinh chuyện gì. Tình thế trong Địa Minh Sơn hoàn toàn chính xác đã cực kỳ ác liệt. Lục Ngô Chân Thần cùng Phong Cơ Đạo Tổ sắc mặt đều trắng bệch, trên người hai người đều có miệng vết thương, máu chảy đầm đìa, đã không còn thần lực chữa trị thần thể. Vù, lại là một kỳ vật vô hình công kích tới. Kỷ Linh một mực rũ cụp lấy mí mắt, bỗng nhiên mở mắt ra, mắt sáng rực lên, phảng phất như tinh thần, thì thào tự nói, rốt cuộc cũng tìm được rồi. Lục Ngô, Phong Cơ, hai người các ngươi buông bỏ đi, ta thu bọn ngươi vào động thiên pháp bảo. Khoa phụ quát lên, không. Tuy Lục Ngô Chân Thần một mực rất chất phác, nhưng lúc này lại cực kỳ kiên quyết. Khoa phụ, người rất rõ ràng Địa Minh Sơn đáng sợ bậc nào. Chúng ta là mượn nhờ trận pháp mới sống đến bây giờ. Một khi ta tiến vào động thiên pháp bảo, hoàn toàn chính xác ta có thể tạm thời sống sót được. Thế nhưng các ngươi không có trận pháp phụ trợ, chống đỡ không được bao lâu. Thần thể của ta, mỗi một phần huyết nhục là thần lực tạo thành. Tuy trong cơ thể không có thần lực, thế nhưng thần thể của ta còn có thể hóa thành thần lực, còn có thể chống đỡ được. Lục Ngô Chân Thần trầm giọng nói, mau, mau mau chống đỡ. Phong Cơ Đạo Tổ cũng gật đầu, trong mắt có một tia lãnh khốc. Khoa phụ, đừng nhân từ nương tay. Lúc này, sáu chúng ta ai cũng không có cách nào lui về phía sau được nữa rồi. Lần này chinh chiến thượng cổ phế tích, kỳ thực đã là cuộc chiến tiên phong của quyết chiến cuối cùng rồi. Chiến tranh nhất định sẽ có người chết đi. Đến phiên ta cũng sẽ không lui về phía sau đâu. Bên cạnh khoa phụ, Hy Hoàng, Hình Thiên, Khổng Tú đều rất phức tạp. Nhưng bọn hắn minh bạch, đây thực sự là lựa chọn tốt nhất đối với đại cục.
thần thể của Lục Ngô chân thần, Phong Cơ chân thần chính là đại lượng thần lực, hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Đương nhiên, chống đỡ cần cái giá rất lớn. Phong Cơ đạo tổ, Lục Ngô chân thần tùy thời có khả năng bị công kích vô hình giết chết. Chống đỡ, Khoa Phụ gầm nhẹ nói, bảo vệ tốt cho Lục Ngô và Phong Cơ. Hình Thiên gào thét, quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh, tận lực giúp Phong Cơ, Lục Ngô. Hình Thiên vẫn rất có hảo cảm với Kỳ Linh. Lúc trước trên đường đi, Kỳ Linh rất ít khi ra tay. Thế nhưng bây giờ bị nhốt ở trong địa Minh Sơn, lâm vào tử cảnh. Kỳ Linh ở trong trận pháp ngược lại rất an toàn. Thế nhưng như vậy chưa từng ra tay qua một lần. Điều này làm cho nội tâm của Hình Thiên sinh ra bất mãn. Vù vù, Kỳ Linh bỗng nhiên triển khai. Hắn cất bước, vậy mà trực tiếp thoát ra khỏi phạm vi của trận pháp. Trong tay đâm ra một kiếm, trên mũi kiếm hiện ra kiếm quang bảy màu chói mắt. Đám người Khoa Phụ, Hình Thiên lập tức bối rối. Kỳ Linh vậy mà lại xuất trận ư? Đám người Khoa Phụ muốn quát tháo. Thế nhưng vậy mà hắn lại xuất kiếm, vì sao lại xuất kiếm? Lại là kiếm quang bảy màu ư? Kỳ Linh đột nhiên ra khỏi trận pháp, đâm ra một kiếm. Một màn này để cho sáu đại chân thần lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Keng, một tiếng nổ vang, mũi kiếm của Kỳ Linh như đập lấy cái gì đó, xảy ra va chạm vô cùng kịch liệt, để cho không gian chung quanh tạo nên gợn sóng. Tới đây, tới đây. Kiếm pháp của Kỳ Linh xoay chuyển như hắc động, sinh ra hấp lực kinh người, quấn chặt lấy kỳ vật vô hình kia. Kiếm quang triển miên hoàn toàn cuốn lấy kỳ vật vô hình. Kỳ vật kia rốt cuộc hiện ra bộ dáng. Chỉ thấy ở trong kiếm quang của Kỳ Linh hiện ra một kỳ vật như sừng trâu, toàn thân màu đen, mơ hồ có đường vân màu tím, một đầu bén nhọn, một đầu lại như tù và. Sao? Kỳ Linh thỏ tay ra bắt lấy kỳ vật này. Khải Tuyền trầm thạch ư? Kỳ Linh thầm nghĩ, ở trong hỗn độn lưu lạc, đương nhiên phải quen thuộc đại lượng kỳ vật. Trong ghi chép của Bắc Hưu thế giới thần truyền lại, Kỳ Linh liếc mắt là nhận ra kỳ vật này. Dĩ nhiên là Khải Tuyền trầm thạch, đây chính là tài liệu luyện khí chân quý, bất quá ở tam giới không ai có thể luyện hóa nó được. Khải Tuyền trầm thạch vô cùng cứng cỏi, không có trải qua bất luận cái gì rèn luyện, đơn thuần cứng cỏi có thể so sánh với hỗn độn kỳ bảo. Đây là tài liệu luyện khí cực kỳ chân quý. Tương lai ta đi hỗn độn vô tận tìm Thiên Thương Cung, có lẽ nó còn hữu dụng. Kỳ Linh phất tay thu kỳ vật này vào động thiên pháp bảo. Kỳ Linh quay đầu lại chứng kiến sáu gã chân thần đang có chút không rõ, hy hoàng cũng muốn nói điều gì lại không biết nên mở miệng như thế nào. Kỳ Linh, Khoa Phụ nói, ngươi là kiếm lực tầng thứ 5 ư? Ừ. Kỳ Linh gật đầu. Vì sao lúc trước một mực không nói ra? Khoa Phụ nói, lúc trước không có gặp được nguy hiểm gì, Khoa Phụ ngươi có thể đơn giản giải quyết, nên một mực không cần ta ra tay. Kỳ Linh cười nói. Bên cạnh Hình Thiên cũng nói, Kỳ Linh, ngươi đã có thể nhìn thấu địa Minh Sơn ảo cảnh sao? Nhìn thấu ảo cảnh mới có thể đi ra ngoài. Ừ. Kỳ Linh gật đầu. Lục Ngô, Phong Cơ cũng tâm thần buông lỏng. Tuy làm tốt chuẩn bị tử vong, nhưng có thể sống đương nhiên là tốt nhất. Mau đi theo ta, Kỳ Linh nói. Mau đi theo Kỳ Linh, Khoa Phụ cũng nói. Ừ, nghe Kỳ Linh. Sáu vị chân thần liền đi theo Kỳ Linh. Kỳ Linh một tay cầm kiếm liền đi lại. Lại một cái nữa kìa. Kỳ Linh chém ra một kiếm, kiếm pháp mờ ảo, lập tức va chạm kỳ vật vô hình tập kích đến. Chỉ thấy kiếm pháp của Kỳ Linh lập tức hóa thành hắc động, quấn chặt lấy kỳ vật vô hình kia. Địa Minh Sơn này hẳn là Khải Tuyền cảnh rồi. Kỳ Linh đưa tay bắt được một cây Khải Tuyền trầm thạch, quan sát liền thu vào động thiên pháp bảo. Chỉ sợ phóng nhãn khắp tam giới, không có mấy người hiểu rõ địa Minh Sơn này hơn ta đâu. Ở trong hỗn độn vô tận, nguy hiểm vô cùng vô tận, Bắc Hưu thế giới thần cũng ghi lại rất nhiều. Ngao du trong hỗn độn, nếu như ngây ngốc không biết gì mà vô tình đi vào một ít tuyệt địa, vậy thì đúng là tự mình tìm chết, không ai có thể cứu được. Khải Tuyền cảnh chẳng qua là một trong các hiểm cảnh mà Bắc Hưu thế giới thần ghi lại mà thôi. Kỳ Linh căn cứ rất nhiều tình huống mà suy diễn, liền xác định địa Minh Sơn này chính là một loại Khải Tuyền cảnh. Kỳ Linh, chúng ta cần bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Ánh mắt của Hy Hoàng nhìn Kỳ Linh đã bất đồng. Kiếm lực tầng thứ 5 vượt qua thiên đạo cực hạn, chỉ cần hai thứ này thôi, Kỳ Linh đã tiếp cận cấp độ lãnh tụ rồi. Thậm chí đơn thuần tiến công so với Khoa Phụ còn đáng sợ hơn. Yên tâm đi, Kỳ Linh nói. Địa Minh Sơn là một thế giới tự thành lập, nếu như không nhìn ra bản chất là căn bản không có cách nào đi ra được. Kỳ thực cái gọi là nhìn trộm bản chất không phải là chính thức chứng kiến tình cảnh chân thật. Coi như là ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng
cảm ứng phát hiện những kỳ vật kia công kích mà thôi. Xuyên thấu qua kỳ vật, phán đoán một ít phương vị. Xuyên thấu qua kỳ vật, phán đoán phương vị ư? Phong Cơ, Khổng Tú, Lộc Ngô đều nghi hoặc. Ừ. Kỳ Linh gật đầu. Cái kỳ vật kia tập kích chúng ta là Địa Minh Sơn nuôi dưỡng ra, là từ chỗ sâu trong Địa Minh Sơn phát ra, uy lực cực kinh người. Kỳ Linh nói, chúng ta cách hạch tâm của Địa Minh Sơn càng gần, uy năng của kỳ vật kia lại càng mạnh. Chúng ta càng cách xa, uy năng sẽ càng nhỏ đi. Ta đã nghe Tam Thanh đạo nhân từng nói qua. Hy Hoàng gật đầu. Bất quá đây chỉ là phương hướng bình thường nhất thôi. Hơn nữa Địa Minh Sơn nguy hiểm, không đơn thuần là kỳ vật vô hình. Đúng vậy, nghe nói còn có hấp lực vô cùng kinh người, sẽ thu cả đại năng giả vào đó. Khổng Tú nói. Kỳ Linh gật đầu. Đúng là như vậy. Khải Tuyền cảnh bình thường phần lớn thời gian là phun trào, thế nhưng cũng có thôn phệ. Mỗi một lần thôn phệ, khoảng cách càng gần, lực thôn phệ càng lớn. Một khi bị thôn phệ vào, tổ thần tổ tiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ khi có một ít thủ đoạn cực kỳ cao mới có thể còn sống mà đi ra. Nếu như có thể tiến vào ở chỗ sâu bình yên sống sót, có thể đạt được đại lượng khải tuyền trầm thạch. Đây là trải qua lần lượt phun trào, thôn phệ ma luyện, rèn luyện ra tài liệu luyện khí chân quý. Bị phun trào rồi tập kích ra đám người Kỳ Linh chẳng qua là số ít khải tuyền trầm thạch ẩn chứa ở chỗ sâu trong Địa Minh Sơn mà thôi. Cho nên chúng ta phải đi nhanh lên, bây giờ đang phun trào, đợi đến lúc thôn phệ vậy thì nguy hiểm hơn rồi. Kỳ Linh đã tính trước, hơn nữa Địa Minh Sơn cũng chỉ ở hạch tâm mới có uy hiếp, khu vực bình thường căn bản uy hiếp không được hắn, dù sao thực lực của hắn cũng đã là cấp độ lãnh tụ rồi. Kỳ Linh đi vô cùng nhanh, bỗng nhiên bọn hắn cảm giác hai mắt tỏa sáng, từ trong rừng rậm ảo cảnh biến thành dãy núi mênh mông không ngớt. Nơi xa dãy núi vẫn còn sụp đổ, mơ hồ nhìn đến tam đại thân ảnh phát ra kim quang vô tận đang điên cuồng vùng vẫy phật trưởng, mỗi một trưởng đều như hủy thiên diệt địa, hủy diệt lấy những dãy núi. Là Như Lai Phật Tổ. Khoa Phụ đại hỉ nói. Như Lai. Hình Thiên càng cao giọng hô. Kỳ Linh cũng cười. Đi ra nào. Đây là pháp thân của Như Lai sao? Kỳ Linh nhìn tam đại pháp thân của Như Lai, đặc biệt là bản thể Thích Giả Mani trong đó. Chẳng qua là chân thần tổ tiên tam đẳng, nhưng đạo ngộ lại cực cao, có thể phát huy ra thực lực của tổ thần. Nơi xa xa Phật Tổ Như Lai cũng phát hiện ra bảy thân ảnh nhỏ bé. Thiện tai. Như Lai rốt cuộc cũng nở nụ cười. Hai đại pháp thân khác cũng dung nhập vào bản thể. Lúc này ba vị Phật Tổ khác ở phía sau cũng bay tới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 151 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.